bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, nhân kỷ niệm 2646 năm ngày Đức Phật đản sinh, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân giải thoát. Lời nói đầu tiên cho phép con xin kính vấn an sức khỏe của toàn thể quý Phật tử, kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, cứ mỗi lúc sen hồng phơi nắng hạ, tiếng ven ngân rộn rã báo hè sang, bao tâm hồn người con Phật hân hoan để chào đón Ngài đản sinh từ phụ. Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, tại phía Bắc Trung Ấn, thành Ca Tỳ La Vệ, có một bậc vĩ nhân đã xuất hiện ra đời, đem ánh sáng tuyệt vời soi rọi cho nhân thế lầm than đau khổ. Vâng, kính thưa quý vị, bậc vĩ nhân đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng ra đạo Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật trên cuộc đời này đã khai mở cho tất cả chúng sinh một con đường sáng, một bầu trời bát ngát tình thương. Con đường ấy, bầu trời ấy chính là đạo Phật. Hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta có đầy đủ thắng duyên tiếp nhận ánh sáng chân lý do bậc thầy truyền dạy. Ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, quý vị trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu, đem công đức phước lành làm món quà trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính dâng lên cúng dường trong ngày Phật đản này. Vậy thì mong sao tất cả quý Phật tử một ngày tu thanh tịnh, một ngày tu an lạc, để khỏi cô phụ đi bản hoài xuất thế của Đấng Thế Tôn, và cũng không cô phụ đi thiện căn phước đức mà mình đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay mới trùng phùng tam bảo, hạnh ngộ minh sư, thính văn pháp âm. Không phải Phật Pháp dễ nghe đâu quý vị, Phật Pháp rất khó nghe. Dù rằng cuộc đời của Đức Thế Tôn đã lui về nơi dị vãng, nhưng nét đẹp của một tâm hồn cao cả và những lời dạy của Ngài luôn tỏa sáng nghìn năm, và luôn là ngọn hải đăng soi bước cho chúng ta trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác, từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả. Những lời dạy cao quý đó sẽ giúp cho chúng ta soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng cho ta trên khắp mọi nẻo đường đời. Nhờ tiếp nhận được ánh sáng chân lý do Đức Phật truyền dạy, cho nên dù sống trong cõi đời đầy dẫy những sự bất an, phiền muộn, tất cả chúng ta tin hiểu rõ lời Phật dạy qua quy luật nhân quả, chúng ta bằng lòng đón nhận những điều bất như ý, và khi đối trước những nghịch cảnh chướng duyên, tự mình biết phương cách sống để an nhiên tự tại giữa dòng đời. Hôm nay, nhân kỷ niệm kính mừng Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, quý Phật tử về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền tham dự khóa tu Bát Quan Trai. Trải qua hơn 2 năm ảnh hưởng vì dịch bệnh, và ở tại đạo tràng này thì hơn 1 năm rồi quý Phật tử mới có cơ hội trở về tu tập đông đảo như ngày hôm nay. Con xin mạn phép mượn đề tài tỏa sáng 1000 năm lời Phật dạy làm món quà Phật Pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Tỏa sáng 1000 năm lời Phật dạy, 3000 năm trổ một lần, loài hoa linh thoại giáng trần tỏa hương, trải bao kiếp sóng phong sương, hoa dù rụng cánh mùi hương vẫn còn. Dù rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây gần 3 thiên niên kỷ, nhưng lời dạy của Ngài mãi mãi mang giá trị cao quý, giúp cho chúng ta soi sáng trên mọi nẻo đường đời. Và nhờ ánh sáng chân lý mà Ngài truyền dạy đó đã thắp sáng cho ta ngọn đèn trí tuệ, để giúp cho chúng ta nhìn rõ, hiểu thấu và buông bỏ những gì cần phải buông trong cuộc sống. Với chủ đề tỏa sáng 1000 năm lời Phật dạy hôm nay, con xin mạn phép trích dẫn lời vàng Đức Thế Tôn chỉ dạy được ghi nhận trong Kinh Pháp Cú, để cùng chia sẻ với tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử nơi đạo tràng này. Trước tiên, Đức Phật đã dạy chúng ta buông bỏ hận thù oan trái, được trích dẫn trong kệ Pháp Cú số 5: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể được, từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Qua kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta phải học cái cách buông bỏ hận thù, buông bỏ oan trái. Bởi vì giữa thế gian này mà lấy hận thù đối đáp với hận thù không bao giờ kết thúc được đâu quý vị. Mà oan oan tương báo, gặp nhau trả thù báo oán, đời này sang kiếp khác làm đau khổ cho nhau, rủ nhau vào vòng luân hồi sinh tử, không có lợi ích gì cả. Mà Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ hận thù oan trái. Bằng cách nào ta có thể buông bỏ hận thù oan trái? Bằng cách hãy đem lòng từ bi, lấy lòng từ bi để hóa giải tất cả, lấy tình yêu thương ban rải cho tất cả. Và chúng ta hãy mở rộng tấm lòng tha thứ đối với những lỗi lầm của người khác gieo tạo đến mình, khiến cho mình phải phiền não, khổ đau, oán hận. Ngay bây giờ học Phật, tiếp nhận được lời Đức Phật chỉ dạy, giúp cho chúng ta soi sáng nhận thức hiểu biết của mình, và chuyển hóa cái tâm hận thù báo oán đó bằng cách mở trải tấm lòng từ bi tha thứ đi quý vị. Nói đến đây thì con xin chia sẻ với quý vị, chính Đức Thế Tôn của chúng ta trong quá trình tu nhân của Ngài, Ngài cũng đối đầu không biết bao nhiêu chướng ngại bởi oan gia trái chủ theo phá hoại. Thậm chí trong kiếp sống hiện tại, lúc Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, gần 5 thập kỷ chu du hoằng hóa khắp lưu vực sông Hằng, để ban rải ánh sáng chân lý giác ngộ mà mình vừa đạt được, để giúp cho mọi người chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Sự hiện diện của Ngài ở đâu là niềm vui hạnh phúc có mặt ở nơi đó. Sự xuất hiện của Ngài ở nơi nào thì nơi đó dòng nước mắt được khô cạn. Thế mà đâu phải lúc nào Ngài đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón đâu quý vị. Mà Đức Thế Tôn của chúng ta cũng bị ngoại đạo phá hoại. Họ tìm đủ mọi cách để họ phá hoại đạo Phật. Họ phá hoại đi cái thanh danh của Phật. Và họ tìm đủ mọi cách để vu khống Ngài. Đem những cái chuyện không họ nói là có, chuyện có họ nói là không. Họ đặt để vu khống, phỉ báng, chỉ trích Ngài. Trước những hoàn cảnh đó, Đức Thế Tôn của chúng ta là người có đầy đủ năng lực định tĩnh, có đầy đủ tuệ giác, cho nên Ngài nhìn thấu hiểu rõ, đáng thương thay cho những người kia. Họ gieo rắc những phiền não khổ đau cho Ngài, nhưng mà Ngài không có khổ. Và Ngài xem họ như là những vị Bồ Tát nghịch hạnh. Vì có sự hiện diện của Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta mới thấy được cái giá trị tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không quý vị? Và trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã từng kể lại cho chúng ta nghe nhiều kiếp đó. Ngài cũng đã từng tha thứ bỏ qua lỗi lầm cho Đề Bà Đạt Đa, tha thứ bỏ qua lỗi lầm cho Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Dù rằng Bạt Đà Bà La Bồ Tát dùng đuổi mọi cách để phỉ báng, để nói xấu, ném đá, mong giết Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tha thứ bỏ qua tất cả. Và nhờ sự tha thứ bỏ qua đó mà trong Pháp hội ở Linh Sơn, tức là Pháp hội mà Đức Thế Tôn diễn thuyết Kinh Pháp Hoa, thì Bạt Đà Bà La Bồ Tát là một trong 500 vị Bồ Tát đã phát tâm phát nguyện hộ trì cho Đức Thích Ca Như Lai. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta, trong cuộc sống đời thường, chúng ta chắc chắn gặp rất nhiều những điều bất như ý, những sự việc không vừa lòng, những người mà ta thường gọi là oan gia trái chủ, không cầu mà vẫn gặp. Thì đối đầu trước những oan gia trái chủ đó, chúng ta hãy buông bỏ hận thù, buông bỏ tất cả những hận thù oan trái đi quý vị, và thực tập theo lời Phật dạy tha thứ. Tha thứ cho những người gieo rắc phiền não khổ đau cho ta, hay tha thứ cho những người có lỗi với ta. Và trong khi thực hành cái hạnh mà từ bi hỷ xả đó, thì chúng ta tự mình sẽ hóa giải được những nỗi oán hận trong lòng mình. Mà quý vị nên biết rằng cái dòng cảm xúc của con người khổ đau vì ôm lòng hận thù ai đó, nó khổ lắm quý vị ơi. Đức Phật ví dụ giống như là một người mà bị trúng một mũi tên độc vậy đó, bắn trúng vào trái tim, nó làm cho mình đau nhói. Và có thể chính mũi tên độc đó nó kết thúc mạng sống của mình nữa. Nhưng mà đối với một người học Phật, hiểu rõ về quy luật nhân quả, chúng ta không buồn, không giận, không oán, không trách. Điều cần làm thiết yếu người trúng phải một mũi tên độc bắn vào tim đó, thì quý vị không thể nào rút ra từ cái đuôi của mũi tên. Rút ra từ đuôi của mũi tên có nghĩa là kéo thì nó sẽ rách da mình, mà quý vị phải nhẹ nhàng rút mũi tên đó ra. Nhẹ nhàng rút mũi tên ra xong rồi sao nữa? Điều cần yếu là quý vị phải băng bó vết thương, tẩm thuốc vào để trị liệu cái vết thương mà trúng phải mũi tên độc. Đó là những việc làm cần thiết. Nếu như chúng ta bị ai đó phá hoại, bị ai đó gây phiền não cho chúng ta, mà chúng ta ôm oán hận ở trong lòng, thì chẳng khác nào quý vị đã trúng một mũi tên này rồi tiếp tục quý vị cầm rút cái mũi tên đó ra rồi đâm vào mình và đâm vào những người chung quanh mình nữa. Người mà ôm lòng oán hận không có một phút giây nào họ được an ổn hết. họ phiền não khổ đau cực độ. Thế mà trong cuộc sống đời thường, có những lúc chúng ta tự xưng mình là Phật tử mà lại thốt lên câu nói như thế này: người kia nói xấu tôi, người kia phá hoại tôi, người kia đánh tôi, người kia hại tôi không bao giờ tha thứ cho họ. Sống tôi để dạ, chết tôi mang theo. Như vậy khôn hay dại, trí hay ngu về quý vị? Khôn hay là dại, trí hay là ngu? Tại sao mình biết cái người đó là người dại, người ngu mà mình lại bắt chước theo cái người dại, người ngu, sống để dạ, chết mang theo? Có lợi ích gì đâu quý vị. Con xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, và một câu chuyện xảy ra giữa cuộc sống đời thường thôi. Có một gia đình nọ đang sống hạnh phúc bên nhau, giữa vợ và chồng rất là đầm ấm. Một hôm vào ngày lễ lớn, hai vợ chồng mới đi du lịch chung với các con. Thì trong chuyến du lịch đó đã xảy ra tai nạn giao thông, và cái người mà lái chiếc xe gây ra tai nạn chính là một người xỉn rượu. Anh ta quá chén mà lái xe tông vào chiếc xe của đôi vợ chồng này. Và sau cái trận mà đụng xe đó thì gây ra cái thảm họa là hai vợ chồng này, chồng thì bị thương nặng đưa vào trong bệnh viện, còn bà vợ đang mang thai đứa con trong bụng cùng với đứa con gái 9 tuổi tử vong tại chỗ. Vậy mà ngài ra tòa để kêu án kẻ gây nên thảm họa, khiến cho gia đình này phải đổ vỡ hết. Vợ chồng thì mất vợ, cha mà phải mất con. Sống điêu đứng khổ sở như vậy, thế mà cái người lâm vào hoàn cảnh đó là một người Phật tử hiểu biết được lời Phật dạy. Nếu lấy hận thù để đối đáp hận thù thì không bao giờ kết thúc được. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Cho nên trong phiên tòa kết án kết tội ngày hôm đó, chính ông ta đã đứng lên và nói một câu như thế này: tôi tha thứ cho anh. Tôi không cần biết lý do nào, tôi cũng không cần muốn hiểu vì sao anh lại đang lái một chiếc xe mà đâm vào xe của tôi. Tôi cũng không cần muốn biết để làm gì, vì tôi biết rõ cái sự việc này không ai mong muốn như thế. Nhưng tôi bằng lòng tha thứ. Tôi tha thứ đây không phải là tôi tha thứ cho anh, mà tôi tha thứ là tôi vì chính bản thân tôi. Tôi vì chính bản thân tôi không muốn sống trong những chuỗi ngày thù hận. Tôi không muốn ôm lòng thù hận, và tôi bằng lòng tha thứ tất cả, không phải vì anh mà vì bản thân tôi. Người Phật tử này đã nếm trải được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh pháp. Hay nói một cách khác, theo chủ đề mà con chia sẻ với quý vị hôm nay, chính người Phật tử đó đã tỏa sáng được lời dạy cao quý của Đức Phật, dù mấy ngàn năm vẫn còn mang giá trị thiết thực. Nếu chúng ta biết ứng dụng thực hành theo thì nỗi khổ niềm đau sẽ kết thúc, và niềm vui hạnh phúc an lạc sẽ có mặt. Phải không quý vị? Anh ta tuyên bố trước tòa: tôi tha thứ. Nhưng không phải vì anh mà tôi tha thứ, tôi vì bản thân tôi không muốn ôm lòng thù hận. Cái cảm xúc khổ đau do ôm lòng thù hận đó, nó đau đớn lắm quý vị ơi. Mà khi chúng ta mở trải được cái tâm từ bi, hỷ xả, tha thứ, bỏ qua, không hận thù, không trả oán, xem như quý vị xé được một tờ giấy nợ. Tờ giấy này để chấm dứt cái món nợ ân oán giang hồ của cuộc đời đó quý vị. Quý vị muốn xé nợ hay là muốn vay nợ nữa? Xé nợ, xóa nợ đi quý vị. Mà muốn xé nợ, xóa nợ chỉ có sự tha thứ, chỉ có lòng từ bi, chỉ có sự tha thứ thì mới có thể hóa giải và mới có thể xóa được món nợ đời này quý vị. Đức Phật dạy chúng ta phương cách để hóa giải những hận thù. Mà trong Kinh Pháp Cú, câu số 5 này, Ngài chỉ dạy một cách rất là rõ ràng: từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Con kể câu chuyện nữa. Có hai anh em nhà nọ, gia đình cha mẹ chỉ sanh ra có hai người con trai, mà hai anh em thương nhau lắm. Từ nhỏ là ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung, đi đâu cũng có anh có em hết. Nhưng khi cha mẹ qua đời, do xích mích mâu thuẫn với nhau một việc nhỏ nào đó, mà hai anh em không nói chuyện với nhau, cũng không nhìn mặt nhau, dù rằng nhà sát cạnh nhau, chỉ cách nhau có một con rạch nhỏ, một cái mương nhỏ thôi. Vậy mà hai anh em không nhìn mặt nhau, mà cũng không quan tâm gì đến nhau, mà còn đi nói xấu nhau nữa quý vị. Anh nói xấu em nói xấu anh. Rồi bên kia thì người em đó, vì không muốn nhìn thấy mặt anh của mình, trong lòng giận tức cái gì không biết, không muốn nhìn thấy cái mặt ông này nữa, cho nên trồng cái hàng cây cao lên để che chắn cái ngôi nhà bên kia, cho mình đừng nhìn thấy mặt ổng. Ông anh này tức lắm mà không biết nói làm sao. Bữa hôm đó có một người là làm thợ mộc. Ông này vì thất nghiệp phải mưu sinh bằng cái nghề đi đóng mướn, dạo mướn, đi làm mướn cho người ta, mà đi dạo vậy đó, đi khắp nhà này nhà nọ hỏi coi bàn tủ ghế có hư hao cái gì tôi chỉnh sửa lại. Đến nơi nhà của người anh mới hỏi: ông có bàn tủ ghế gì hư ra tôi chỉnh sửa để tôi kiếm sống qua ngày. Cỡ đài lớn tuổi rồi không ai mướn mình làm nữa, phải đi làm như thế. Thì người anh mới nói: thôi thấy ông già cả lớn tuổi cũng thấy thương lắm, cũng muốn tạo một cái cơ hội để cho ông kiếm tiền. Gần đây là tôi đốn được cái bụi tre rồi, mà định rào một cái hàng rào cao 3 mét để che chắn ngay cái khu vực có cái mương đó, che chắn. Vì ở bên kia là nhà của thằng em của tôi, nó không có coi anh ra gì cả, nó có nhiều lời nói xấu tôi, và nó tìm đủ mọi cách để chà đạp danh dự tôi, khiến cho mọi người không tin tưởng tôi. Cho nên tôi oán hận nó lắm, không muốn nhìn thấy cái mặt của thằng em đó. Bây giờ ông làm giúp tôi là cái đống tre tôi đốn sẵn rồi đó, ông làm một cái hàng rào cao 3 mét chắn ngang qua cái mương đó để cho tôi đừng thấy mặt cái thằng đó. Nghe nói như vậy thì ông lão này nhận lời và hứa rằng chỉ trong chiều hôm nay tôi sẽ làm xong công việc này. Ông kia ông đi ra đồng để chiều về ông nghiệm thu coi cái hàng rào ông này ông đóng như thế nào rồi trả tiền cho ông ta. Chiều ông về thì ông thấy cái hàng rào đâu không thấy, mà thấy bắt cái cầu ngang qua cái mương đó. Cái ông nói: ông có bị lãng tay không? Ông có bị lãng tay không? Hồi sáng này tôi nói rõ ràng với ông mà, tôi nói cái nhà bên kia là cái thằng em, mà thằng em của tôi nó coi tôi không ra gì hết á, tôi ghét nó lắm. Bây giờ tôi không muốn thấy mặt nó, tôi đốn một đống tre đó mà tôi không có thời gian để làm cái hàng rào che chắn. Tôi nhờ ông đóng giùm cái hàng rào, mà ông có lãng tay hay không? Mà ông không đóng cái hàng rào mà ông bắt cái cầu qua đó để làm gì? Vừa nói xong thì ông anh á, ông mới bước ngang qua cái cầu, ông định dỡ cái cầu ra. Nhưng mà khi bước ngang qua cái cầu thì thấy ông em đứng bên đó rồi. Vừa thấy ông anh mình bước qua cái cầu, cái ông em nhào tới ôm chân anh mình lại, nói: anh ơi tha lỗi cho em đi, dù trước đến nay em có lỗi lầm với anh mà anh không có chấp nhất gì hết. Hôm nay anh còn bắt nối cái nhịp cầu để qua đây gặp em cảm thấy hổ thẹn lắm, em có lỗi, em xin lỗi. Cái ông anh vừa nghe xong mình tính qua là dỡ cái cầu, ai ngờ đâu qua cái nó xin lỗi, cái xuống cái ót rồi. Cái ông xuống nước mắt, cái ông nói: em có biết không, mấy năm nay anh sống trong sự oán hận, oán hận rằng tại sao cha mẹ chỉ có hai anh em mình thôi à, mà tại sao em lại nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy, còn bêu xấu anh, còn làm những chuyện khiến cho anh phiền não quá. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì anh cũng có lỗi. Thôi anh em mình bỏ qua tất cả, tha thứ cho nhau tất cả, bởi vì dòng máu đang lưu chảy trong thân thể của chúng ta nó chỉ có một dòng máu mà thôi. Đó là dòng máu do cha mẹ của mình đã ban tặng cho mình, đã chia sẻ cho mình. Nói chung một nhịp tim, một nhịp đập của con tim, một dòng máu đỏ. Thôi tha thứ cho nhau hết đi, chỉ có anh em chúng ta thôi. Kể từ ngày hôm nay bỏ qua hết những lỗi lầm. Hai anh em ôm nhau khóc và quay lại. Gặp cái ông bác thợ mộc đó, ông anh nói: bác ơi, cảm ơn bác, vì vừa rồi bác đã bắt nối cái nhịp cầu giao cảm để giúp cho anh em chúng con được hàn gắn lại với nhau. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Xin bác hãy ở lại dùng một bữa cơm thân mật, xem như đó là lời tri ân của anh em con gửi đến bác. Cái ông bác này mỉm cười và nói rằng: xin tiếp nhận tấm lòng của hai cậu, nhưng mà tôi còn có công việc khác, vì tôi còn có trách nhiệm đi bắt nối những nhịp cầu giao cảm khác nữa các cậu ơi. Tức là không phải chỉ làm cái việc đó đối với hai anh em này, mà ông bác này làm cái hạnh của một vị Bồ Tát, đi bắt nối nhịp cầu giao cảm giữa người và người. Chúng ta sống trong thế giới của loài người, nội một cái tình nhân loại để đối xử với nhau. Giữa con người với con người phải mở trải tấm lòng yêu thương quý vị, rồi mở trải tấm lòng rộng lớn hơn nữa, không phải chỉ người với người mà đối với vạn loại chúng sinh. Đối với những chúng sinh thấp kém hơn mình, chúng ta cũng phải mở trải tấm lòng từ bi yêu thương tất cả. Và khi đã có được tấm lòng yêu thương, có được tấm lòng từ bi, thì mới có thể tha thứ tất cả lỗi lầm cho kẻ khác. Và chỉ có tấm lòng từ bi đó thì mới hóa giải hết những mối hận thù, quý vị ơi. Đây là lời dạy cao quý đã tỏa sáng nghìn năm và mang giá trị vô cùng thiết thực. Hãy thực hiện theo lời Phật dạy để hàng ngày chúng ta sống trong niềm vui hạnh phúc, xóa bỏ đi những oán hận thù hằn, bắt nối nhịp cầu tương giao với nhau. Nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người, ai rồi cũng phải sẽ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Điều thứ hai con muốn chia sẻ với quý vị trong chủ đề ngày hôm nay: tỏa sáng nghìn năm lời Phật dạy qua câu kệ Pháp Cú số 81. Đức Phật đã dạy chúng ta điều gì? Khen chê chẳng động, như ngọn núi kiên cố, gió cuồng nộ chẳng lai, lời tán dương hủy bán, chẳng làm dao động tâm này. Được không quý vị? Khen chê không có động. Mình giống như là ngọn núi. Đức Phật đã đem cái hình ảnh ngọn núi là ví cho cái năng lực định tĩnh của người tu, của người trí. Và Ngài đem gió ở đây để ví cho cái gì? Khen chê, tán dương quỷ bán, lời khen tiếng chê, hay là những sự thị phi trên đời đó, nó giống như là làn gió thoảng qua. Mà có khi á, gió không phải cấp 2, cấp 3, mà có khi gió tới cấp 5, cấp 6, cấp 8, cấp 9. Mà nếu gió cấp 2, cấp 3 mà quý vị chịu không nổi thì làm gì quý vị có thể đứng vững trước cái ngọn gió cấp 8, cấp 9, phải không quý vị? Mà trên thế gian này không phải chỉ có một ngọn gió, mà có 8 ngọn gió đời, gọi là bát phong: lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc, được mất, khen chê, danh thơm tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, được gọi là bát phong hay là 8 ngọn gió đời. mà hàng ngày những ngọn gió này nó luôn thổi vào trong đời sống của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta một nghệ thuật sống, đó là như ngọn núi kiên cố, thì dù cho gió cuồng nộ chẳng lai, những lời tán dương hay hủy báng đừng làm dao động cái tâm này quý vị. Nhưng mà mình có động không? Động. Tại sao vậy? Nghe người ta khen là động tâm rồi đó nha. Có nhiều vị Phật tử có tài nấu ăn rất là giỏi, chỉ cần nói nha: cô ơi, cô làm đồ ăn ngon quá, cô làm đồ ăn nhiều vị Phật tử khen ngon, hết sức là nghe ngon. Mỗi khi cô đem thực phẩm đó đến chùa cúng dường là người nào cũng thích, là người đó vui trong lòng. Vui là gì? Được cái lời khen. Nhưng mà bữa nào đó một món ăn đó chỉ cần hơi mặn, hơi nhạt, hơi lạc đó, mà người ta nói hôm nay sao làm cái món này nó lạc lẽo quá, hôm nay làm cái món này sao ăn không vừa miệng, là buồn rồi, phải không quý vị? Chúng ta hay vướng kẹt vào lời khen với tiếng chê. Cho nên trong kinh Trường A Hàm có ghi nhận câu chuyện như thế này. Một hôm nọ Đức Phật của chúng ta cùng với chư vị tỳ kheo đi vào làng để khất thực. Lúc bấy giờ ngày đi trước có hai thầy trò Bà La Môn đi theo sau, thì ông thầy hết lời quỷ báng chỉ trích Thế Tôn của chúng ta, còn cái người đệ tử thì hết lời tán dương khen tặng về phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Chư vị tỳ kheo cùng đi theo Đức Phật lắng nghe hai thầy trò Bà La Môn, người thì chê người thì khen, mà cũng chỉ Đức Phật của chúng ta mà lại bị người khen người chê như vậy. Cho nên khi về tới tịnh xá, chư vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại bị thầy trò của Bà La Môn đó người thì chê người thì khen như vậy? Cái Đức Phật mới trả lời: cái người thầy chê cũng không đúng, mà người trò khen cũng chẳng đúng. Đối với Như Lai, những lời khen tiếng chê không hề hớn gì cả. Đối với Như Lai thì cái lời khen tiếng chê Ngài không có dao động, không hề hớn gì cả. Nhưng vì sao Ngài nói cái người thầy chê cũng không đúng, mà người đệ tử khen cũng không đúng? Chê không đúng phải rồi, mà khen sao không đúng quý vị? Tại sao cái người đệ tử của ông Bà La Môn này khen Đức Phật mà Đức Phật nói không đúng? Là tại vì người này chỉ nhìn vào hình tướng của Đức Thế Tôn, thấy Ngài oai nghi đỉnh đạt, đạo phong đi đứng nằm ngồi của Ngài á, cái tác phong ở bên ngoài của Ngài á, nhìn thấy đáng khen. Nhưng mà họ chưa hiểu gì về Như Lai Thế Tôn của chúng ta, cho nên những lời khen đó chưa hoàn toàn đúng. Rủi một ngày nào đó nha, họ nhìn thấy, thí dụ họ nhìn thấy một cái khuyết nào đó, họ khen ai mà họ nhìn thấy một cái khuyết của người đó, thì họ sẽ mất đi niềm tin, sụp đổ hoàn toàn về cái thần tượng ấy. Cho nên lời khen đó cũng chưa đúng. Mà người khen đúng Đức Thế Tôn là người như thế nào? Đừng đánh giá về mặt hình thức bề ngoài quý vị ơi. Khi chúng ta khen tặng ai cũng đừng nhìn vào bề ngoài. Khi chúng ta chỉ trích chê bai ai đó cũng đừng nhìn vào cái dáng dấp bên ngoài. Chúng ta đánh giá hoàn toàn sai lầm. Bởi vì tri nhân tri diện bất tri tâm. Quý vị nhớ câu này nha. Biết người biết mặt nhưng mà khó biết lòng lắm quý vị. Nhìn bên ngoài để đánh giá một người chưa có đúng đâu, chưa có chính xác đâu quý vị. Con nhớ lại câu chuyện trong một đạo tràng nọ có một vị cao tăng, mà vị cao tăng này có đến 500 đệ tử lận. Một hôm vị cao tăng muốn trắc nghiệm coi trong hàng đệ tử này có hiểu về mình chưa, có hiểu đúng về mình chưa. Cho nên Ngài dỗ cha của vị cao tăng đó. Thì sáng hôm ấy Hòa thượng này mới đến trước hội chúng và nói với hàng đệ tử 500 người như thế này: hôm nay là ngày đám dỗ cha của tôi. Thầy tri sự, thầy hoan hỷ đi chợ và về nấu một mâm cơm canh thịt cá để tôi cúng cha tôi. Mà cha tôi bình thường hay uống rượu, cho nên nấu cơm canh thịt cá còn phải thêm một cái bầu rượu để tôi cúng cha tôi nữa. Trong 500 người nó nói rồi, chết rồi, bây giờ mới lộ diện ra cái ông thầy của mình. Hồi nào giờ mình quý kính ổng hết sức luôn nha, tưởng ổng là Bồ Tát, là Phật sống. Ai ngờ đâu là cái tính phàm phu đã biểu lộ ra rồi đó. Hôm nay ngày dỗ cha mà ổng thèm đồ mặn hay là gì mà ổng kêu mình đi làm một mâm cơm thịt cá đem cúng cha nữa chứ, rồi thêm một cái bầu rượu nữa. Cái vị thầy tri sự không nói gì hết, cũng làm y như lời, làm mâm cơm thịt cá đem cho hòa thượng cúng cha và mang thêm bầu rượu. Vị hòa thượng này mới gọi các đệ tử lớn á, khoảng mấy chục vị đến, mới nói hôm nay ta cho gọi các con đến là vì dỗ cha của ta. Vậy thì hãy ngồi cùng ta ăn một bữa cơm này. Ngài vừa nói vậy rồi cái mấy ông đệ tử lớn á, chắc lưỡi hít hà. Thôi rồi, tiêu rồi, thần tượng của mình bị sụp đổ rồi. Ông thầy mà suốt cả đời mình tôn thờ, bỏ cha bỏ mẹ đi theo để học đạo, té ra cái ông thầy của mình cũng phá trai phạm giới như vậy sao? Vậy đâu còn cái gì để mà mình tin tưởng, để mình cung kính, mình nương tựa học hỏi. Sau cái bữa cơm đó xong rồi, họ cuốn gói đi hết 500 người luôn. Cái hòa thượng mỉm cười và nói rằng chỉ cần có một mâm cơm thôi, chỉ cần có một bữa cơm thôi thì ta đã tống cổ 500 người không có ra gì. Bởi vì những người này không có hiểu gì về ông thầy mình cả. Vị hòa thượng này muốn trắc nghiệm coi họ đến với mình bằng lòng tin như thế nào, tin và hiểu mình ra sao. Đức Thế Tôn cũng đã từng nhắn nhủ với chúng ta điều này: tin ta mà không hiểu ta, đó là hủy bán ta. Nhớ nghe quý vị, nếu chúng ta tin Phật mà không hiểu gì về Phật thì đó là hủy bán Phật. Vị thầy này muốn trắc nghiệm có lòng tin của người đệ tử mình đó, tin mà có hiểu mình không. Mà nếu hiểu rồi thì giữ vững lòng tin, không vì một cái bữa ăn, không vì cái hình thức bên ngoài đó mà mất đi niềm tin đối với Phật Pháp. Quý vị ơi, điều con muốn gửi gắm với quý vị hôm nay, giữa cuộc đời này, cao người ta có thể chê là ngỗng, thấp người ta có thể bảo là lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lồi ra. Cho nên Đức Phật nói, người ít nói thì họ chê rằng không biết, kẻ đa ngôn họ nhiếc lắm lời, khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Mình đã biết thị phi là thói miệng đời xưa nay thì đâu phải lời khen tiếng chê của thiên hạ xác quyết được sự siêu thăng hay sa đọa cho chúng ta, hạnh phúc hay đau khổ cho chúng ta. Không phải do lời khen tiếng chê đâu quý vị, mà do những hành vi tạo tác của chính mình. Nên nhớ như thế. Vậy thì Ngài khuyên chúng ta, đối với những lời khen tiếng chê, đối với những thị phi của cuộc đời, lòng đừng để vướng bận vào đó. Và có một câu chuyện về tấm gương của người xưa, con kể cho quý vị nghe. Vào một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông mới hỏi cái bầy tôi của mình là ông Hứa Kính Tôn: sao trẫm thấy khanh cũng không phải là phường sơ bạc, mà sao khanh lại bị những lời thị phi khen chê của thiên hạ quá nhiều như vậy? Đâu có tệ, mà tại sao bị những lời thị phi khen chê quá nhiều? Ông Hứa Kính Tôn ông cười, ông nói như thế này: muôn tông bệ hạ, mùa xuân thì thường hay có mưa rào, người nông dân rất là vui mừng khi trận mưa rào tưới xuống, khiến cho cây cối của họ được nảy chồi đâm lọc. Còn cái người khách bộ hành thì ghét lắm, bởi vì trời mưa thì đường xá bùn lầy trơn trợt, nhưng mà người nông dân thì vui mừng. Trăng mùa thu thì nó sáng, đối với hàng tao nhân gặp dịp để họ thường du ngâm vịnh, họ ngắm trăng, họ làm thơ, họ uống trà, họ tìm cái niềm vui. cái thú vui của những người biết tiêu khiển với ánh trăng. Nhưng mà kẻ đạo tặc thì họ lại ghét, bởi vì ánh trăng quá rõ ràng. Những cái tên đạo tặc lén lút trong đêm bóng đêm thì rất ghét trăng sáng. Bệ hạ thấy đó, trời đất là vô tư, cơn nắng mưa còn bị người thương kẻ ghét, thì huống chi hạ thần là một kẻ phàm phu ở giữa thế gian, thì làm sao tránh khỏi những lời thị phi khen chê của thiên hạ. Nhưng hạ thần trộm nghĩ rằng nếu vua mà nghe theo những lời thị phi thì bầy tôi trung sẽ bị hại. Cha mẹ mà nghe theo những lời thị phi khen chê thì con cái bị bỏ rơi. Vợ chồng mà vướng kẹt vào những lời thị phi thì đổ vỡ hạnh phúc. Anh em bầu bạn mà nghe theo lời thị phi thì tình nghĩa tuyệt giao. Cho nên đối trước những lời đã nói rằng thị phi, thị là gì? Phải, phi là trái. Cái phải cái trái, họ muốn nói phải thì phải, họ muốn nói trái thì trái. Đối với những người này không có cái chân lý là gì, mà không muốn nói phải thì phải, trái thì trái. Mà đã là thời là lời thị phi thì đừng vướng kẹt vào đó để làm gì. Hãy xem nó giống như một làn gió thoảng qua. Mà trong Kinh Pháp Cú câu số 81 Đức Phật ví dụ ta phải vững chãi giống như ngọn núi đá kiên cố, dù cho gió cuồng nộ chẳng lai. Những lời tán dương hay hủy bán đừng làm dao động tâm này, nghe quý vị. Rồi con mạn phép kể thêm câu chuyện nữa. Câu chuyện kể lại rằng có một vị Phật tử. Vị Phật tử này lúc tuổi còn nhỏ đó hay bị vướng kẹt vào những lời thị phi khen chê, cho nên phiền não hoài à quý vị, không có ngày nào được vui hết. Lúc đó còn nhỏ, vào ngày hè đi cắm trại cùng với bạn bè. Thì khi đi cắm trại vậy đó, cái đem theo thực phẩm, thức ăn, nước uống mang theo. Lúc đó đem mía, trời mùa hè nóng mà, đem mía rồi róc ăn. Mới vừa róc mía, chặt mía ra, mạnh người nào lấy cái gốc. Cái mới vừa cầm tới cái gốc, cái có người nói như thế này: đứa nào ăn cái khúc gốc rồi trọc cái đầu á nha. Cái buông xuống, lấy ngay cái khúc giữa ăn, thì khúc giữa cũng ngon, cũng ngọt. Nhưng mà chụp ngay khúc giữa, cái người khác nói mày ăn khúc giữa mày có chữa đười ươi đó. Và lấy khúc ngọn ăn, nó nhạt nhẽo, nó chẳng có vị gì cả, chẳng có chút hương vị gì cả. Cái đó là cái ngu, cái dại của cái thời con nít. Nghe người ta nói là tin theo, vướng kẹt vào đó, cho nên ăn phải cái khúc ngọn nhạt nhẽo, lặt lẽo, không có ngon lành gì cả. Lớn lên chút xíu cái cổ đi chùa. Đi chùa cái cổ phát tâm, cổ muốn xuất gia. Ba mẹ không cho, còn cha còn mẹ phải ở nhà để giữ tròn chữ hiếu. Chứ nếu mà bỏ cha bỏ mẹ đi tu như vậy là bất hiếu. Thế gian họ quan niệm như thế. Với cô này mới nói thôi thì bây giờ cha mẹ còn sống, ở nhà để gần gũi phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ già thì sẽ đi xuất gia. Khi cha mẹ cổ qua đời hết rồi, thì lúc này cổ cũng trên 30 tuổi. Lúc đó cổ muốn là 49 ngày của cha mẹ xong rồi thì mình sẽ thực hiện cái tâm nguyện xuất gia của mình. Nhưng mà đầu trên xóm dưới họ nói vậy nè. Họ nói ê, cái con nhỏ nó bị ế độ rồi đó, nó vô duyên cho nên không ai ưa, không ai thèm nó, xấu xí mà lại vô duyên nữa, vì vậy nó bị ế rồi. Nghe câu nói này cái cổ tức quá, cổ nói tôi cho mấy bà thấy là tôi không có ế nha, tôi lấy chồng cho mấy bà coi nè nha. Rồi xong cái cổ lấy chồng. Khi có chồng rồi thì ông chồng ông dở ơi là dở, tệ ơi là tệ, lười ơi là lười. Tất cả mọi việc trong nhà đều do cổ hết. Hết nội trợ cho đến ở bên ngoài đồng án cũng cổ luôn. Cái cổ mới nói một câu như thế này: làm ơn làm phước, ai rinh ổng giùm cho tôi để cho tôi đỡ nợ, vác cái món nợ này nó nặng quá đi. Rồi cái chung sống với chồng 5 năm không có con. Không có con nghe quý vị. Cái tàu trên xóm dưới họ nói vậy nè. Họ nói cây độc thì nó không có trái, gái độc không có con. Cổ nghe xong rồi cổ nổi trận lôi đình. Cổ nói mấy bà nói tôi độc ác không có con hả? Tôi sanh năm một cho mấy bà coi nè nha. Rồi kể từ ngày đó, lúc trước là cổ sợ sanh con ra thì khổ, bởi vì ông chồng mình quá dở, quá lười. Mà nghe đầu trên xóm dưới nói mình là gái độc không con. Bây giờ tôi sanh năm một cho mấy bà coi, cổ sanh 10 năm 10 đứa con, nuôi hỏng nổi quý vị ơi. Đầu tắt mặt tối, thúi 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân là thúi móng hết. Vì dầm dãi, dầu dãi để nuôi con, ông chồng quá dở. Thế cổ mới nói thôi quải quá rồi, mệt quá rồi, tôi biết vậy về hồi đó tôi đi tu cho rồi. Nhưng mà tại vì mấy bà không mà, mấy bà nói tôi ế, cho nên tôi muốn chứng minh cho mấy bà biết là tôi không có ế. Rồi mấy bà nói là tôi cây gái độc không có con, tôi cũng muốn chứng minh cho mấy bà biết rằng không phải tôi là gái độc không con, mà tại tôi không muốn sanh con. Sanh ra một lượt 10 đứa, bây giờ nuôi không nổi, ông chồng lại lười biếng. Cậu mới nói ai làm ơn làm phước rinh cho tôi món nợ này, tôi cảm ơn, tôi tạ lễ nữa. Cậu nói vậy nha. Cái ông chồng ổng mới có vợ bé. Cái cậu nói ồ thôi được rồi, có vợ bé có người khác chăm sóc ổng giùm mình, trả nợ thế cho mình đỡ. Nhưng mà đầu trên xóm dưới bạn bè mới đến nói bà ngu quá đi, chồng bà có vợ bé, bà không biết vạch mặt cái con vợ bé là đứa nào, cạo đầu nó, đổ mực tím vào đầu của nó cho mọi người thấy, cho mọi người biết chút. Tại sao bà ngậm câm bà im ru vậy? Người ta nói bà ngu đó, bà biết không? Nghe người nói một câu vậy, cái bà ta lén lúc ông chồng đi rình đi mò cái bắt ghen. Bữa hôm đó bắt được cái kẻ tiểu tam, tức là người thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình mình, cạo đầu người ta, trút nguyên bình mực tím lên đầu người ta hay rồi nha. Thế về cái cổ hối hận, cổ nói mình Phật tử mà tại sao mình hung dữ quá. Mà đầu tiên là mình tuyên bố ai rinh ổng mình còn tạ lễ cho người đó, bây giờ có người thay thế chăm sóc ổng cho mình, mà tại sao mình nghe lời mấy bà này, mấy bà thị phi, mấy bà xúi dục, bây giờ mình làm vậy thấy xấu hổ quá đi. Rồi cái cô vợ bé của ông chồng đó, cổ dập đầu cổ lại, cổ nói từ đây sắp tới tôi không dám nữa đâu, chị tha cho tôi lần này. Rồi cái ổng về, cái ổng lên mặt nha, ổng lên giá. Ổng nói bà đi đánh ghen, bắt ghen, bà làm dữ, làm xấu hổ tôi giữa đường, giữa xá. Bây giờ bà không có cho người khác phục dịch cho tôi, bây giờ bà phải phục dịch cho tôi ngày 3 bữa ăn, phải dâng cơm hầu nước, phải lo lắng cho tôi đầy đủ, cung phụng cho tôi đầy đủ, tôi không làm gì hết, bà phải lo cho tôi. Rồi bà cũng lần lượt lo cho chồng, lo cho con. Rồi cái ông chồng lâm trọng bệnh qua đời, bà tiếp tục thay thế gánh nặng gia đình, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa dạy bảo các con, vừa nuôi nấng các con. Rồi dựng vợ giả chồng cho 10 đứa con, cái đến lúc tuổi già 65 tuổi ở một mình. Đầu trên xóm dưới họ lại họ nói ôi thấy bà tội nghiệp quá, lúc còn trẻ, còn sức khỏe đầy đủ thì sống vì chồng, vì con, lo lắng đủ thứ, bây giờ đến tuổi già điều hiu cô độc như vậy. Mai phước là cổ đến lúc tuổi già có đủ duyên đến chùa học Phật, nghe Pháp và nghe được lời Phật dạy, tỏa sáng tự tâm nha quý vị. Tỏa sáng cái câu nói như ngọn núi kiên cố, gió cuồng nộ chẳng lai, lời tán dương quỷ bán đừng làm dao động tâm này. Đừng vướng kẹt vào những lời khen chê thị phi. Cậu tỏa sáng được điều này cho nên cậu nói mai phước là tôi học Phật, nghe Pháp, hiểu biết. Chứ nếu không á, nghe những lời thị phi của mấy bà này, nói rằng tuổi già ở cô đơn điều hiu có một mình, nếu mà không gặp được Phật Pháp chắc tôi bước thêm bước nữa rồi. Nhưng mà nhờ học hiểu được Phật Pháp. Kể một cái câu chuyện giữa đời thường như vậy, chúng ta thấy rằng không phải trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, cuộc đời mình trải qua mấy mươi năm mình ngu mình dại, mà có khi chúng ta ngu dại cả đời, bởi vì sống lệ thuộc vào cái lưỡi của thiên hạ, phải không quý vị? Người ta muốn mình vui thì người ta khen, mà không biết cái giá trị lời khen đó có đúng hay không cũng vui nữa, cho nên bị người ta lừa, bị người ta gạt hoài à. Rồi người ta muốn mình buồn, người ta muốn mình khổ, người ta chỉ cần chỉ trích chê bai nói xấu một cái là mình buồn mình khổ. Tại sao mình lại không sống tự chủ lấy mình mà bị lệ thuộc, nô lệ vào cái lưỡi của thiên hạ như vậy? Vậy thì mình khôn hay mình dại vậy quý vị? Dại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Đừng vướng kẹt khen chê thị phi nghe quý vị. Hãy vững chãi giống như ngọn núi đá. Mà làm sao chúng ta có thể vững chãi trước những lời khen tiếng chê đó? Phải có định lực, phải có công phu sâu dày quý vị ơi, chứ không phải nói ở trên đầu môi chót lưỡi được đâu. Đầu mồm có thể nói suốt trăm phần diệu, nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần. Con kể thêm một cái giai thoại nhà thiền, là thiền sư Triệu Châu đó quý vị. Một hôm nọ có một người này, ông ta đến, ông ta mới thưa với thiền sư Triệu Châu như thế này, nói: bạch hòa thượng, con nhiều năm học Phật nghe Pháp, bản thân của con không tự chủ lấy mình trước những lời khen tiếng chê. Người ta nói một câu là con về con bỏ ăn bỏ ngủ. Con xin hòa thượng chỉ dạy cho con một cái phương cách làm thế nào để con tự tại làm chủ trước những lời khen tiếng chê đó. Cái thiền sư Triệu Châu mỉm cười. Thiền sư Triệu Châu mỉm cười và hỏi vậy chứ: ông ăn cơm chưa? Cái ông ta nói: ăn cơm rồi. Hỏi gì? Ông có rửa bát chưa? Dạ, rửa bát rồi. Nếu rửa bát rồi, quét nhà đi. Vậy mà cái ông này ông ngộ. Hỏi ăn cơm chưa? Nó ăn cơm rồi. Rửa bát chưa? Rửa bát rồi. Quét nhà đi. Vậy mà ngộ. Xin hỏi quý vị, người kia ngộ cái gì vậy? Bao nhiêu năm học Phật nghe Pháp mà không ngộ. Bao nhiêu năm mà tiếp cận đến giáo lý của nhà Phật mà bản thân của ông ta vẫn chưa làm chủ lấy mình trước những lời khen tiếng chê. Mà bây giờ nghe lời khai thị của thiền sư Triệu Châu thì ngộ được. Ăn xong xin hãy rửa bát đi. Các vị nhớ nghe, ăn xong xin hãy rửa bát đi. Bỗng dưng tâm hợp ngộ khó gì, ngày nay nó đủ tòng lâm khách, thử hỏi trong đây ngộ được gì. Ngày nay chúng ta ăn xong rồi no đủ hết, hỏi khắp nơi tòng lâm tự viện, nhưng mà ngộ được gì? Ngộ được điều gì? Qua cái lời khai thị của thiền sư Triệu Châu, ngài nói đạo không có ở đâu xa đâu quý vị. Trong đời sống hàng ngày bình thường, tâm bình thường đó là đạo. Tại sao nói tâm bình thường đó là đạo? Đói thì chúng ta cứ ăn đi, mệt thì chúng ta cứ ngủ. Và hàng ngày ăn xong rồi rửa bát, sinh hoạt hàng ngày của mình đó là vậy. Rồi thấy nhà dơ lấy dổi quét. Việc tu hành cũng vậy, hàng ngày đừng để những cái thứ bụi bặm thị phi khen chê thương ghét nó vướng bận tâm mình. Nó là những thứ rác rến bụi bặm, quét sạch nó đi nghe quý vị. Ngộ là ngộ chỗ đó đó. Sao mình để cho bụi bặm phiền não thị phi thương ghét khen chê nó vướng bận lòng mình chi? Rồi có chuyện vậy nữa nè. Một người nọ đang lái chiếc xe, tự nhiên ở bên trong á, một cái xe hơi nó tông vào chiếc xe taxi lái chở khách. Nó tông ngang vậy đó mà nó còn ngoáy cái đầu qua nó chửi nữa chứ. Vậy mà ông bác taxi ông quơ tay, ông chào vậy, ông cười. Cái người khách ngồi trên xe nói: tôi thấy ông ngu, tôi thấy thương quá. Nói cái ông bác tài xế: tôi thấy ông ngu mà tôi thấy thương ông quá đi. Đâm ngay cái hông xe ông là nó có lỗi, mà ông không xuống bắt lỗi nó, bắt đền nó, mà nó còn chửi ông. Mà khi nó chửi ông mà còn khoát tay, ông mỉm cười với nó, ông chào nó: tôi thấy khó mà có thể làm được như ông. Tại sao ông bị nó chửi mà ông vẫn dưng mà ông vẫn cười, ông chào nó được, trong khi nó có lỗi với ông? Ông bác taxi mới trả lời nói: tại vì tôi là Phật tử, tôi nghe lời Đức Phật của tôi dạy như thế này nè, Thế Tôn của tôi dạy như thế này nè. Cuộc đời này á, chúng ta hãy quán niệm. Khi mình đối duyên xúc cảnh á, mình nhớ nghe quý vị, mình quán niệm có khi mình đối đầu gặp phải những chiếc xe rác. Những chiếc xe này nè, nó gom những cái rác rến bẩn thỉu, Nó đi đến chỗ này, nó lấy cái thùng rác nó gom, bên kia bọc gì, lon gì, nó gom tất cả những rác rến. Thì đã là một chiếc xe rác rồi, thì đừng để cho những chiếc xe rác đó nó làm bẩn hiểu cái môi trường sống của mình, quý vị. Mà mình phải hốt dọn quét mỗi ngày. Và nếu mà quý vị cứ dướng vào cái này, kẹt vào cái kia, nghe người ta khen cũng dướng kẹt vào đó, nghe những lời chỉ trích chê bai cũng dướng kẹt vào đó, thì chẳng khác gì mình là một chiếc xe rác chứa rác không. Mà chúng ta phải chứa những cái giá trị hơn, chứ đừng có chứa những cái thứ rác rến đó, quý vị ơi. Rác rến đó khi mình hốt, mình quét, mình dọn rồi thì mình để, mình đưa đến một cái nơi để thiêu hủy nó, chứ đừng để cho rác rến nó tùm lum tá la hết. Vậy mà chúng ta hay để những thứ rác rến, nó làm nhơ bẩn tâm mình và làm bẩn hiểu cả môi trường sống. Dướng kẹt vào những lời thị phi rồi nghe, cái đâu phải một mình phiền não không đâu, ăn không ngon ngủ không được, mà mình làm liên lụy phiền não khổ đau cho những người chung quanh mình nữa. Tôi nghe người ta nói bà là như thế này như thế nọ, tôi nghe người ta nói bà như vậy như kia. Quý vị hãy thực hiện theo lời Phật dạy, tỏa sáng tự tâm của mình, giữ vững giống như ngọn núi đá kiên cố, nghe quý vị. Gió nó hỏi chẳng lung lai gì cả. Nhưng mình muốn được như vậy thì mình phải bình tĩnh, làm chủ lấy mình, nên nhớ rằng ta vẫn là ta giữa thế gian. Khen chê hư ảo có chi màng, một niệm xoay vào trong tự tánh, chân như bình lặng thể hằng an. Ta vẫn là ta à. Không phải họ khen mình cái mình thêm được gì, không phải họ chê mình cái mình bớt được gì, không phải đâu quý vị. Lời khen tiếng chê không khiến cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, siêu thăng hay sa đọa, mà chính những hành vi tạo tác của mình mới quyết định được điều đó. Cho nên trước những lời khen tiếng chê hãy vững chãi. Điều thứ ba con muốn chia sẻ với quý Phật tử trong chủ đề ngày hôm nay, tỏa sáng lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú câu số 52. Như bông hoa xinh đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói hay làm tốt, hương sắc thật không lường. Như bông hoa tươi đẹp, nó vừa có sắc, nó vừa có hương thì mới có giá trị. Có những loài hoa có sắc mà không có hương. Ở đây Đức Phật đem sắc và hương để ví dụ cho cái gì? Sắc hương của đó qua đó, để ví dụ cho người nói được phải làm được. Cho nên điều thứ ba mà con chia sẻ ở đây là nói được, làm được, được trích dẫn trong kệ Pháp Cú số 52. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, người nói hay và làm tốt thì hương sắc thật không lường. Nhưng mà chúng ta không có hiểu, không hiểu được ý nghĩa của Như Lai. Chúng ta nói là Đức Như Lai của chúng ta, nhưng mà Như Lai là gì? Như Lai nếu mà quý vị hiểu đúng nghĩa, Như Lai đó là nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Nhớ nghe quý vị, nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Tổ là gì vậy? Hạnh giải tương ưng tắc tổ. Cái người mà có những hành động, phẩm hạnh của họ và cái sự hiểu biết của người này tương ưng, hiểu và làm tương ưng thì gọi là tổ. Còn Như Lai là nói sao làm vậy. Còn phàm phu chúng ta nói hay làm dở, có đúng vậy không? Nói thì quá hay, làm quá dở. Nói một đường, làm một ngã. Nói thì thông lắm mà tâm của mình không có thông. Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh Ngài dạy chúng ta tâm thông, thuyết thông. Thuyết thông mà cũng phải tâm thông nữa. Nói được mà làm không được thì giống như một loài hoa có sắc mà chẳng có hương, không có giá trị. Mà loài hoa có giá trị là phải có sắc và có hương, nói được, phải làm được. Tâm thông và thuyết thông. Con kể một câu chuyện trong nhà thiền. Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn khi xưa đó quý vị, học một hiểu 10. Cái sự thông minh nhạy bén của Ngài như vậy đó. Ngài học một, Ngài có thể hiểu 10. Một hôm đi đến gặp Thiền sư Ngài Quy Sơn Linh Hộ. Ngài Quy Sơn Linh Hộ mới nói vậy nè: ta nghe ông ở chỗ tiên sư Bách Trượng học một mà hiểu tới 10, vậy thì ông trả lời cho ta một câu đi. Trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai? Nghe tới đây Hương Nghiêm Trí Nhàn nín làm thinh, không hiểu trả lời như thế nào cho đúng đây. Ngài Quy Sơn Linh Hữu nói: ta nghe nói ông ở chỗ tiên sư Bát Trượng là học một hiểu tới 10, vậy thì ông trả lời cho ta một câu đi. Trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai? Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn không có câu trả lời, bế tắc. Mà nào giờ mình nghĩ rằng mình học như vậy là quá đủ, quá nhiều rồi. Bị bế tắc ở chỗ này mới đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi cái nỗ lực thiền quán, tự tâm của mình thiền quán nha quý vị. Đem những cái gì mình học, mình hiểu từ bấy lâu nay để ứng dụng trong đời sống tu tập hàng ngày. Cái một hôm lấy cái cuốc á, cuốc đất, khi cái cuốc chạm vào cái viên sỏi, cái nó văng cái viên sỏi ra, nó kêu cái keng một cái, giác ngộ, cái nói hầm hầm lặng lặng bậc duyên ngàn, một tiếng chài kình tợi sấm vang, manh mối chẳng tìm tin tức vắng, đầu xương sọ nát mộng vừa tan. Lúc mà hạ thủ công phu miên mật rồi, khi mà căn cơ nhân duyên đầy đủ rồi đó, thì nó khế ngộ ở một cái chỗ lạ lùng, là cuốc đất mà chạm vào cái viên sỏi là ngộ được rồi. Thầm thầm lặng lặng bậc duyên ngàn. Trong cái sự thầm lặng, trong cái sự mật tu thầm lặng đó, bậc hết tất cả những vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nói thầm thầm lặng lặng bậc duyên ngàn, một tiếng chài kình tợ sấm vang. Nhưng trong cái chỗ thầm thầm lặng lặng vắng bậc hết phân biệt vọng tưởng chấp trước đó, thì bỗng nghe một cái tiếng chạm vào, cái cuốc chạm vào viên sỏi mà nghe một cái kẽn một cái là bùng ra một cái, giống như một tiếng sấm vang nổ bung ra vậy đó, toát ra liễu ngộ, ngộ được tự tâm tự tánh của mình. Mà lúc này có sự hạ thủ công phu rồi mới gọi là đại triệt đại ngộ nghe quý vị. Lúc này manh mối gì đã tìm hiểu rõ hết, đầu xương sọ nát mộng vừa tan, hạ thủ công phu miên mật, tan vỡ mộng, mộng tan rồi, bừng tỉnh mộng rồi, ngộ được rồi. Thì quý vị thấy đó, giáo lý của nhà Phật không phải chỉ là những cái giáo lý khô chết nói suông đâu quý vị, mà chúng ta nương vào giáo lý giáo pháp đó để hành trì, ta gọi là hành pháp. Hành trì cho đến khi nào chúng ta chứng đắc được pháp gọi là chứng pháp. Học pháp nè, học giáo pháp nè, thì phải hiểu giáo pháp nè, ta gọi là lý pháp đó, tức là hiểu được cái chân lý giáo lý, rồi cái phải thực hành và chứng đắc. Nếu như chúng ta chỉ nói suông thì chẳng khác nào chúng ta đếm bò cho người chủ, nặng sữa bò cho người chủ mà bản thân mình chưa từng nếm được hương vị của sữa bò. Có đúng vậy không quý vị? Mình hiểu biết hết lời Phật dạy mà mình không có thực hành theo, cho nên những cái gì mình nói á, là nói suông không à. Nói đủ các món ăn mà trong bụng của mình đói meo. Và giống như người vẽ ra tất cả những thứ bánh mà bản thân mình phải chịu đói, bởi vì bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói. Do đó học Phật, học Pháp, hiểu giáo Pháp phải hành trì theo chánh Pháp quý vị ơi. Phải đem những cái giá trị cao quý mà mình học, mình hiểu đó để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, chứ không phải chỉ nói suông. Có những người ở ngoài nói rất là hay, nói rất là giỏi mà làm dở lắm, cho nên bị người ta cười chê chỉ trích. Người ta nói là thiền ở cửa miệng, đạo ở bên ngoài. Nhưng mà người tu của chúng ta không phải thiền nơi cửa miệng, Mà thiền chúng ta vậy làm sống dậy từ nơi tâm của mình và biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Đạo không ở đâu xa, đạo trong đời sống hàng ngày của mình chúng ta phải biểu hiện bằng nếp sống đạo, quý vị ơi. Ở chỗ này Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu rõ được điều đó. Nói được, phải làm được, nghe quý vị. Trong kinh trường A Hàm cũng có ghi nhận, một thời Đức Thế Tôn đi đến vùng của Bà La Môn thuyết pháp. Có ông Bà La Môn này, ông tự xưng ổng là một vị Bà La Môn chính hiệu, bởi vì ông ta thuộc lòng 4 bộ thánh điển Vệ Đà, và chỉ trích chê bai Đức Thế Tôn của chúng ta là sa môn giả hiệu. Đức Phật mới hỏi ông Bà La Môn đó: vua Ba Tư Nạc thường phát tâm để cúng dường hộ trì cho đạo của ông hàng tháng, có phải vậy không? Ông Bà La Môn nói: đúng thế. Vậy thì ông có một lần nào đã gặp được, diện kiến được vua Ba Tư Nặc chưa? Ông nói chưa. Đức Phật nói: giả sử như có một cái người dân quê dốt nào đó đến đem những cái lời lẽ giống như vua Ba Tư Nặc nói lại, thì cái kẻ quê dốt đó có phải là quốc dương không? Ông Bà La Môn nói: dù cái ông đó là ai đi nữa, nhưng mà đem lời lẽ của vua Ba Tư Nặc, không phải là vua, mà đem lời lẽ của vua đến nói, thì vẫn là một kẻ quê dốt, chứ không phải là vua được, không phải là quốc vương được. Đức Phật nói thì cũng vậy, ông tự xưng mình là thánh nhân vì ông thuộc lòng 4 bộ thánh điển Vệ Đà, mà ông không hiểu rõ ý nghĩa trong 4 bộ thánh điển Vệ Đà đó dạy cái mình cái gì để mình làm, thì mình có phải là thánh nhân, hiền nhân không? Cũng giống như chúng ta ngày nay nói đạo, nói pháp, mình nói là mình là đạo sư, pháp sư, giảng sư, mà nói hay mà không làm theo được những cái điều đó thì không phải là đạo nhân, không phải là pháp sư rồi. Cho nên quý Phật tử tỏa sáng được lời Phật dạy, người tu nói ít làm nhiều tốt hơn, quý vị. Thậm chí nếu như không cần thì thôi, chúng ta im lặng. Biểu hiện năng thuyết, bất năng hành là những người dở lắm, nói được mà không làm được. Còn bản thân của chúng ta, thuyết và hành phải đi đôi với nhau, nói được phải làm được. Thậm chí nói ít làm nhiều thì nó tốt, còn nói nhiều mà làm ít thì người ta chê mình dở lắm. Đó là ý nghĩa thứ 3 qua lời Phật dạy: nói được, làm được. Mong sao quý Phật tử sẽ là những đóa hoa vừa có sắc vừa có hương nha. Rồi điều thứ 4 con muốn chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay, với nghĩa là một đời sống thông dong tự tại, được trích dẫn trong kệ ngôn Pháp Cú số 92: chẳng màng đến tiền tài danh vọng, làm chủ tâm ăn uống vừa chừng, lòng không vô tướng thông dong, xả buông chấp trước thoát dòng trần gian, như chim bay giữa mây ngàn, dấu chân mất hút không gian khó tìm. Đức Phật dạy cho chúng ta một đời sống thông dong tự tại, chẳng màng đến tiền tài danh vọng. Làm được chưa? Hay là chúng ta vẫn còn vướng mắc vào tình tiền danh lợi, cứ đắm đắm mê mê chuyện thế trần, để cho lợi danh tình ái buộc ràng thân? Bao giờ dứt bỏ tình danh lợi, bến giác mừng ai tiến đến gần đó? Cứ đắm đắm mê mê chuyện thế gian, lợi danh tình ái để buộc ràng, bao giờ dứt bỏ tình danh lợi, ánh đạo mừng ai tiến bước sang? Quý Phật tử ơi, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta một đường danh lợi ở thế gian và một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa. Là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chứ tham danh lợi ở cảnh trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Đường danh nẻo lợi lắm người trong, mê nhiễm làm chi giữa cõi hồng. Kìa bóng bạch câu qua chẳng lại, nọ tranh vân cẩu có rồi không. Tiếng cười tiếng khóc trên sân khấu, khi nở khi tàn mấy cụm bông. Muốn kiếp phù sinh sao chẳng lụy, quyển kinh câu Phật hiệu chớ có nài công. Còn cái danh lợi buông bỏ đi quý vị. đừng có vướng kẹt vào đó, chẳng màng đến tiền tài danh vọng. Sống ở giữa cuộc đời này, quý vị sống giống như hoa sen vậy đó, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên nhân kỷ niệm Phật đản sinh đó, con có làm 4 câu thơ họa chung với 4 câu thơ ca ngợi về hoa sen, để ca ngợi về cái công đức phẩm hạnh cao quý của Đức Thế Tôn chúng ta. 4 câu thơ ca ngợi về hoa sen như sau: trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xin họa thêm 4 câu: cuối sinh lại đấng đại hùng, ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên. Muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Ngài giống như một đóa hoa sen nở giữa cuộc đời này. Hoa sen nở trong bùn nhưng không ô nhiễm mùi bùn. Ngài xanh giữa trần lao mà không để cho danh lợi của cảnh trần này làm ô nhiễm Ngài. Như thế Ngài là Phật đó quý vị. Còn chúng ta sở dĩ là phàm phu là bởi vì chúng ta chưa có được một đời sống giống như hoa sen, thanh tịnh và vô nhiễm như hoa sen. Đức Phật dạy một đời sống đó biểu hiện qua sự giải thoát trong đạo Phật, ta gọi là thông dâm tự tại, chẳng màng đến tiền tài danh vọng. Tiền tài là vật ở ngoài thân, khi còn sống mình còn không giữ được, đừng nói sau khi nhắm mắt xuôi tai. Của trần ta cũng trả lại cho trần, bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng thôi. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm nhân tính của mình, đừng vì đồng tiền mà dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp, làm nô lệ cho nó nghe quý vị. Tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền như là Phật, tiền chẳng biết xài tiền dữ như ma. Phật ma chỉ tại người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Còn đối với danh vọng địa vị ở cuộc đời cũng đừng vướng kẹt vào đó. Danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù. Bao nhiêu ba nhại, bao nhiêu dại, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Nếu mà vướng kẹt vào danh hư lợi ảo đó thì chẳng khác nào như con cá mà mắc lưỡi câu, giống như con tầm kén tơ, giống như con thiêu thân tự lao mình vào trong ngọn đèn để tự thiêu đốt mình quý vị ạ. Làm chủ tâm ăn uống vừa chừng. Đức Phật dạy chúng ta một đời sống thông dong tự tại giải thoát, phải làm chủ lấy mình trước mọi hoàn cảnh. Khi ăn uống cũng vậy, vừa đủ thôi, ăn đủ chứ không ăn đầy. Ăn đủ có nghĩa là sao? Đủ chất dinh dưỡng để nuôi sống thân mạng của mình là được rồi quý vị. Đừng có ăn cho đầy bụng mà đưa những độc tố vào sanh bệnh. Làm chủ tâm ăn uống vừa chừng, lòng không vô tướng thông dong, lòng không vướng kẹt vướng mắc cái gì cả, không tham không sân không si, không tranh không đua, không hơn không thua, không thương không ghét, không thị không phi. Nếu mà quý vị bước vào cửa chùa mà quý vị thực hiện được cái ý nghĩa không đó thì quý vị ơi, cánh cửa giải thoát mở ra rồi. Lòng không vô tướng thông dong, không vô tướng vô tác, ta gọi là tam giải thoát môn, ba cánh cửa giải thoát. Mà cái cánh cửa thứ nhất mình chưa vô được, cho nên mình bị bế tắc, không giải thoát mà bị bế tắc, bị ràng buộc. Là bởi vì chưa không, dưới mắt mình cái gì cũng có hết. Nhà có, ruộng có, giường có, chồng có, con có, vợ có, cái gì cũng có hết. Thì nói giải thoát còn xa vời lắm quý vị ơi. Mà dưới mắt người học đạo thì tứ đại ngũ uẩn giai không, tất cả đều là không. Và ai chưa thấy không thì con xin kính trao tặng cái bài kệ Vạn Pháp Giai Không mà Hòa Thượng Chí Công đời của Dư Lương Võ Đế ngài viết nè: chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không, đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Tiền cũng không, bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Chồng cũng không mà vợ cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Mình nói là vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, nhưng mà suối vàng trên lộ gặp ai không. Mình nói nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, chết rồi nhắm mắt hai tay không mà. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức không, sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông, trăm hoa hút nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi. Khi ta đến đây không mang một vật gì, ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời ra đi cũng không mang một thứ gì. Nhớ nghe quý vị, nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Vô thường đến một ngày bất định, mới hay mình vừa tỉnh chim bao. Muôn điều chẳng bước theo sau, chỉ duy nghiệp tự thuở nào đa mang. Một đời sống thông dong tự tại của người học Phật tu Phật được biểu hiện qua cái đời sống bình thường thôi. Đói ăn khát uống mệt, quý vị cứ ngủ. Nói vậy cái một số người nói vậy tu chỗ nào? Người ta ở ngoài đời người ta đói người ta ăn, khát người ta uống phải rồi, mệt người ta ngủ phải rồi. Còn người tu đói cũng ăn khát uống mệt ngủ, vậy là mình tu chỗ nào? Nhưng con xin thưa với quý vị, đời sống của người tu đạo cũng bình thường trong sinh hoạt hàng ngày, nó khác ở chỗ là cái tâm của mình không vướng mắc. Quý vị ơi, tâm không vướng mắc nghĩa là như thế nào? Đói thì mình cứ ăn, đừng có phân biệt, và cũng đừng có đòi hỏi phải cho tôi thêm miếng này nè, cho tôi thêm miếng kia. Và không vừa miệng thì là lòng không có vui, là bực bội nha, là dằn mâm sáng chén nha. Lên bàn ăn mà đòi hỏi đủ thứ hết, cái này không vừa miệng, cái kia không vừa hiện, còn phân biệt chấp trước, cho nên còn phiền não khổ đau hoài. Còn cái người tu đạo đó quý vị, tùy duyên, có chi dùng chi đi quý vị. Và dù ở trên bàn của mình chỉ có tương với rau thôi à, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, nhưng mà người đời nếu biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Mình luôn bằng lòng với đời sống hiện tại, tùy duyên, không có tham cầu, không có cưỡng cầu. Đói thì mình cứ ăn đi cho nó no, khát mình cứ uống đi nghe quý vị. Buồn ngủ quý vị cứ nằm ngủ. Nhưng mà người đời người ta nằm xuống không có ngủ, gác tay lên trán hoặc lăn qua lộn lại, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, đâu có ngủ được. Họ lo toan tính toán đủ thứ, còn mình mệt nằm xuống ngủ. Mà trong lúc ngủ an trú trong chánh niệm, mở trải cái tâm từ bi, rồi cái an trú trong chánh niệm. Nếu người tu tịnh độ niệm Phật nằm xuống, nằm niệm Phật theo hơi thở ngủ. Mà nếu mà có trút hơi thở ra đi nữa, mình cứ theo hơi thở A-di-đà Phật mà nó có đi luôn, nó không trở lại, trả mà không dai trở lại thì cũng càng tốt. Vì mình có được cái năng lực của chánh niệm đó, bám chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật là nhịp cầu bắt nối đưa mình về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị ơi. Không có gì sợ cả. Một đời sống thông dong tự tại, cứ tùy duyên, đón nhận tất cả những cảnh duyên đến với mình, và đừng để cho các duyên nó làm chướng ngại, thì Niết Bàn Cực Lạc có đâu xa. Một đời sống thông dong tự tại đã được Đức Phật chỉ dạy một cách rõ ràng. Quý vị hãy tỏa sáng lời Phật dạy bằng cách thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày, để nếm trải được cái hương vị giải thoát thanh cao của đạo Phật. Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử nghe được lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn, dù ngàn năm vẫn tỏa sáng nơi tự tâm, và lấy đó làm kim chỉ nam, là ngọn hải đăng soi bước cho cuộc hành trình của chúng ta từ cõi Ta Bà về quê hương Cực Lạc, từ nơi bến mê sang qua bờ giác nghe quý vị. A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.